Các bạn có bao giờ thắc mắc là trong Lockwood hiện tại đang có bao nhiêu lỗ boom còn sử dụng được và những lỗ boom đó có thật sự bá hay không? Thì ở video này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về 33 lỗ boom thú vị trong Lockwood. Ok, thì hãy cùng bắt đầu với một lỗ boom cũng khá là bá đạo trong Lockwood hiện tại. Thật sự mình nói thì chắc cũng không cần mình giới thiệu đâu. Nhìn một phát thôi thấy bá đạo rồi. Thì từ khi cái update nó ra con thuyền bay, mình biết là ước mơ lớn nhất của anh em tụi mình đó chính là lái thuyền bay trên đảo và săn si bít trên bờ, mặc dù thì nó vẫn ở dưới nước. Tuy nhiên bình thường khi mà bay lại gần đảo thì cái thuyền nó sẽ tự hạ xuống. Nhưng mà các bạn đừng lo, tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh Crazy Land. Thì đầu tiên các bạn hãy đi đến cái chỗ của ông bán tàu ở đây, mua bất kỳ con thuyền này có thể bay được. Sau đó thì các bạn hãy canh vô cái cục đá gần cây cầu nhất và bay theo hướng đó. Rồi sắp lên rồi nè. Ui, bay thì kìa. Ta-da, các bạn thấy gì chưa? Vậy là hoàn thành rồi đó. Quẩy cái chưởng nữa chứ. Sao bay được hay vậy? Mà xong rồi, chiến này chắc thành admin ngầm thiệt luôn quá. Nói chung đến server có 12 người thì các bạn có thể lái 12 chiếc tàu bay trên đảo luôn. Và đó chắc chắn chính là một cái trải nghiệm rất là điên rồi. Các bạn có thể rủ bạn bè vô xem để có thể làm cái boom này nha. Tiếp theo, một trong những cái quan trọng nhất trong update này đó chính là đi ra ngoài biển. Và nếu như các bạn là một ngư dân thường xuyên lên thuyền đánh bắt cá và mấy con seabit thì các bạn đã gặp đúng người đó. Ở video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hai lỗ boom khá là hữu ích cho việc đi săn seabit. À nhầm, đi săn cá mập thời đại nào mà còn đi săn seabit nữa. Thì cái lỗ boom nó có thể giúp cái thuyền các bạn trở nên bất tử và các bạn có thể nhìn trong vùng tối của C6. Nói chung thì rất là bá đạo. Còn bây giờ thì let's go. Thì nếu như các bạn đang ở trong vùng biển sáu và tất cả mọi thứ xung quanh đều tràn ngập trong bóng tối, và thật không may là các bạn đã quên mất cái thuyền của mình ở đâu. Oh shit, tôi quên mất cái thuyền ta đâu rồi. Thì trong những cái trường hợp như thế này, các bạn chỉ còn một cách đó chính là reset về để lấy thuyền mới. Nhưng mà nó sẽ tốn các bạn thời gian khá lâu để chạy lên lại đây. Và cái kịch bản đó thì cũng không tồn tại trong video của mình nữa. Bây giờ đây là video lỗ bung mà. Thì các bạn cứ bình tĩnh, hãy lấy chiếc bottle ra. Sau đó thì sử dụng chiêu V. Sau khi các bạn vào trong đây á, thì các bạn chỉ cần nhảy lên lại. Và lúc mà các bạn mới ra thì nó xóa bỏ tất cả hiệu ứng tối xung quanh luôn. Trong lúc đó thì các bạn chỉ cần tranh thủ và đi tìm cái thuyền của mình thôi. Nhưng mà có một cái vấn đề đó chính là hồi nãy mình xài cái thuyền nhỏ nên là bây giờ khó kiếm quá. Nên chắc là mình phải làm thêm một lần nữa. Ui, đây rồi, thuyền của mình đây rồi. Easy anh em ơi, easy, easy. Vậy là bây giờ các bạn không cần phải reset để kiếm thuyền các bạn nữa. Mà thay vào đó các bạn chỉ cần một chiếc bottle là được. Và nếu như các bạn đang lo lắng là nếu mà đem theo chiếc bottle thì các bạn sẽ không đép được những cái con seabit hay là mấy cái thuyền mai cái kiểu, thì ở video hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu các bạn cái lỗ boom khiến cho thuyền các bạn trở nên bất tử chỉ với chiếc bottle. Thì hiện tại mình đang trên đường đi sang Leviathan và thật tình cờ là có một con cá mập với lại nguyên một đám thuyền mai ở đây. Bây giờ mình sẽ sử dụng lỗ boom đó là xài chiêu V với chiếc bottle. Chết mẹ cá mập luôn rồi. Hiểu kia, đoạn này mình xin phép là không cắt hoặc là chỉnh sửa hết cho bạn thấy là nó real 100% nha. Bây giờ thì mình sẽ nhảy lên từ từ thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chui ra nha. Đó, như vậy thấy thì tất cả mọi thứ đã biến mất. Thì ngoại trừ con cá mập là hồi nãy mình giết ra thì mấy con thuyền ma nó cũng biến mất hết luôn. Và cái lỗ bung này áp dụng như tất cả mọi thứ luôn nha, kể cả con cá mập boss nữa. Nên là lưu ý, nếu như các bạn muốn đi săn con cá mập boss á hoặc là lấy nguyên liệu thì các bạn không nên sử dụng chiếc bottle nha. Thì theo mình nghĩ cái lỗ bung này có chiếc bottle các bạn chỉ nên dùng để đi săn Leviathan thôi. Kiểu như là các bạn cần đi xa mà không phải mất thuyền á thì cái lỗ này rất ok luôn, các bạn chỉ cần bấm V thôi tất cả mọi thứ biến mất hết. Nó sẽ giảm hầu như luôn hoàn toàn cái trường hợp các bạn đang đi mà cái thuyền các bạn bị chìm. Tại vì mấy ngày trước mình bị hoài nên là hôm nay mình mới tức mình tìm cái lỗ bung này đó chứ. Ê, vô các bạn thì đến với cái lỗ bung tiếp theo, chính là cái lỗ bung hack tốc độ trong Lockwood. Tuy nhiên thì không cần chắc quỷ dính nha. Thì cái lỗ này sẽ giúp các bạn bay rất là nhanh. Mình có thể bay từ đây qua cái tháp bên kia chỉ trong vòng 5 giây. Và mình sẽ cho Vdak bay theo để các bạn có thể dễ dàng so sánh tốc độ ha. Này ba. Yo. Ơi cực nhanh vậy. Ôi má nhanh thiệt á lần. Từ từ tôi sắp ơi, mới tập rồi. Tôi quay lại nè. Như các bạn có thể thấy pha hồi nãy thì mình bay cực kỳ nhanh luôn, thậm chí mình còn không sử dụng chiêu cái kiếm nữa. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái lỗ bung này ha. Thì đầu tiên các bạn cần phải có cái cây Cavender là cái kiếm của Floor đó. Ui, ai vậy? Admin hả? Ui, admin đang theo dõi mình bung nè. What the hell? Tính feed bung của mình hay gì vậy? Ui, admin theo dõi mình bung kìa. Ui. Chết mẹ rồi, admin theo dõi mình bung rồi. Ok, thì để có thể bung được cái cây kiếm này và múa như Floor thì các bạn chỉ cần bắp chuột trái. Các bạn sẽ thấy là nó lướt tới một đoạn đúng không? Dựa vào cái điểm đó thì mình đã suy nghĩ một điều, đó chính là các bạn chỉ cần spam số 4 vào chuột trái thì mình sẽ lướt liên tục luôn. Đó các bạn thấy không? Hiện tại thì mình bay như chim vậy đó. Trong lúc đi PvP hay là đi săn bounty đó mà gặp trường hợp nguy hiểm á thì các bạn chỉ cần sử dụng cái Cavender và chạy thôi. Hoặc tốt nhất là sử dụng cái bottle. Ok, thì để chứng minh là cái bung này rất là lợi hại thì mình sẽ chấp Vdak chạy trước nửa đường luôn. Để xem coi mình với Vdak ai sẽ là người tới ông thuyền trưởng trước. Rồi, chạy đi em. Let's go. Giờ thì mình ngồi đây chiêu thôi các bạn. Nói chung thì cái bung này chạy cũng nhanh mà, nhẹ nhã thôi. Ok, chạy trước đêm nữa đường báo anh nha. Đi, nhanh lên. Ghê vậy ta, bay nhanh vậy. Ủa? What the fuck bro? Ui. What the fuck bro? Chơi dùng bộ đồ mày. What the fuck? Chơi dùng bộ đồ. Có đồ. Vô các bạn thì đến với lỗ boom Killua Boy Anime đẹp trai ngầu lòi. Thì nếu như mà các bạn muốn có tấm hình đẹp để up lên Facebook thì đây chính là cái boom dành cho các bạn. Ok các bạn, thì cái lỗ boom này mình chỉ làm một lần cho các bạn coi thôi nha, nên là mọi người phải để ý kỹ đó. Nói chung thì cái boom này rất là bá đạo nha, làm một lần đưa cho mấy đứa bạn coi thôi, thành top 1 server luôn. Thì đầu tiên các bạn phải cần có một cái kiếm, nhưng mà không phải cái kiếm này mà đó chính là thanh Coco. Và bước thứ hai đó chính là bước quan trọng nhất, đó chính là các bạn cần phải có đủ mastery để có thể xài được chiêu. Ok, bước tiếp theo thì các bạn chỉ cần xài chiêu ít và tháo cái kiếm ra. What? fail bình thường các bạn. Bung thì phải fail là bình thường. Thất bại thì mình làm lại thôi các bạn. Nói các bạn thấy không? Khá đơn giản luôn. Chỉ với hai thao tác thôi là chúng ta có thể thực hiện được lỗ bung rồi. Còn bạn nào muốn ngầu hơn nữa thì xài luôn chiêu giáp luôn nha.
Vậy là bây giờ chúng ta có thể trái như Free Fire với một sức mạnh anime vô cùng khủng khiếp. Nhưng bị một cái đó chính là các bạn sẽ gặp một cái vấn đề, đó chính là không di chuyển được. Nên là cái này cũng hơi tặc tặc ha. Tuy nhiên thì các bạn yên tâm, các bạn đã quên các bạn đang coi video lỗ bung của ai rồi sao. Bây giờ thì mình sẽ giúp các bạn fix cái lỗi không thể di chuyển này một cách đơn giản luôn. Đầu tiên thì các bạn trang bị trái Human V2 lên thì nó vẫn không thể di chuyển được. Tuy nhiên thì đây chỉ là bước 1 thôi. Đến bước thứ hai thì các bạn hãy dùng auto click spam vô trái khác và bỏ chiếc vách đi. Thì yes sir, chắc chắn là như vậy rồi. Bây giờ các bạn có thể di chuyển thoải mái và thậm chí là bây giờ các bạn có thể đi PvP luôn cũng được. Tuy nhiên thì nó sẽ rất là chậm nha. Nhưng mà không sao, nhanh hay chậm thì cũng chẳng quan trọng nữa, bởi vì ngầu là được. Với một cái hiệu ứng siêu cấp Free Fire thế này thì các bạn có thể đưa cua gái một cách rất đơn giản. Thì đây là một cái lỗ bung khá là ảo ma, bởi vì đợt trước mình đã chỉ các bạn cách đem thuyền lên bờ C2 nhưng mà các bạn nói thì cách đó quá là khó. Nên là bây giờ mình đã tìm được một cách khác giúp các bạn có thể đem thuyền lên bờ mà không cần phải ở C2. Ok, thì bước đầu tiên các bạn cần phải có trái Ghost, sau đó thì xài chữ F trên thuyền và bay lên cái chỗ nào đó mà các bạn muốn. Ok, mình sẽ chọn ở đây nha. Và bùm, chiếc thuyền đã xuất hiện ở đây luôn. Quầy, nhưng mà khoan đã, hình như đây là trái revive cũ thì phải. Oh shit. Nhưng mà hiện tại như các bạn biết đó, trái Ghost đã được làm lại hoàn toàn rồi. Vậy có nghĩa là lỗ bung này sẽ không bao giờ làm được nữa hả? Nhưng mà các bạn đừng lo, bởi vì đây chính là kênh của anh Crazy Lion. Nếu mà bây giờ trái Ghost không làm được nữa thì đổi qua trái khác thôi. Ok, thì đầu tiên các bạn chỉ cần mua cho mình con thuyền nhỏ trước ha. Sau đó thì các bạn sẽ xài trái Phoenix. Rồi, bây giờ thì cắm đầu xuống biển. À nhầm, cắm đầu xuống thuyền. Các bạn nhớ xài tộc người cá nha, không mới là dính vô biển thì chết á. Thì các bạn cố gắng di chuyển sao mà ngồi vô được cái ghế á. Rồi sau đó các bạn kéo vô góc nhìn thứ nhất nha. Rồi bây giờ thì các bạn chỉ cần chỉ mặt lên trời và bay lên. Quá đơn giản đúng không? Vậy là bây giờ các bạn có thể bay thoải mái đến tất cả mọi nơi mà các bạn muốn, kể cả đi thức tỉnh tộc. Đối với lỗ bung thứ 7 thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một lỗ bung hiếm nhất trong Block Food, bởi vì nó liên quan tới trái Rubber, một trái ít lỗ bung nhất. Thật sự mà nói thì trước giờ mình mới bung trái này tầm khoảng 1-2 lần thôi. Thì đầu tiên các bạn cần phải chuẩn bị cho mình đó chính là trái Rubber với ít nhất 80 mastery. Và đây mới chính là lý do mà nó khó, đó chính là tiếp theo các bạn cần phải có trái hùng mình vĩnh viễn. Sau đó thì các bạn chỉ cần bấm chữ F với trái Rubber. Tiếp theo thì các bạn nhanh tay buông chữ F ra và đổi sang trái hùng mình vĩnh viễn. Còn mẹ nó khó vãi cái trưởng. Không sao các bạn, thì như mình nói từ những video trước, đó chính là bung thất bại cũng là chuyện bình thường thôi. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần làm lại thêm một lần nữa. Buông chữ F ra, đổi sang hùng mình vĩnh viễn. Oh my god. Mẹ ơi, con làm được rồi, trời ơi. Như các bạn thấy ở đây thì cuối cùng mình cũng đã bung thành công rồi. Lúc này thì các bạn có thể như Michael Jackson, nghiêng người một góc 90 độ luôn. What the hell? Con mẹ nó, thằng Vy Đắc này bựa thiệt chứ. Tha cho tôi đi mà. Mọi người gặp ai tên Vy Đắc mọi người nhớ chạy trước nha. Lâu quá không có người yêu nó sẵn rồi. Con mẹ mày, đơn đơn. Thì với cái lỗ bung này các bạn có thể nghiêng người 90 độ với tất cả trái quỷ mà các bạn muốn. Tuy nhiên thì các bạn hãy lưu ý một điều, đó chính là luôn luôn cẩn thận với thằng bạn đứng kế bên của chúng ta. Ôi. Tiếp theo đó chính là một trong những lỗ bung khiến nó thủ ức chế nhất trong Block Food. Không chừng là phải xóa game để tải Free Fire về chơi luôn á. Nếu như khi các bạn đi sang party và bị quýnh gần hết máu, thì đầu tiên các bạn cần phải bình tĩnh và nở một nụ cười thật tươi. Khoan nè, lộn kịch bản hả ta. Ok, thì đầu tiên các bạn sẽ cho mình chiêu V của trái bottle bành trướng lãnh địa. Sau khi vào trong đây rồi thì các bạn cần cho mình đó chính là một cây sâu guitar. Và bây giờ thì các bạn hãy lướt lên cái cổng đi ra của trái bottle và giữ chiêu Z. What, pha hồi nãy nó cứ hơi sai sai tí các bạn ơi. Bây giờ thì các bạn chỉ cần lướt lên cho mình nha. Rồi, ok, bấm chiêu nè. Đù. Thì bây giờ các bạn chỉ cần giữ chiêu Z, nó sẽ tiếp tục bay về hoài luôn nha. Pha này mà admin có dí các bạn thì cũng phải bó tay thôi. Ok, buông ra. Ô, nó sẽ spam lại chỗ này hả? Cũng khá là ok ha. Hello các bạn, thì lần trước mình đã có chỉ một cái lỗ bung sử dụng cái kiếm Cavender để trở thành Florentino trong Block Food. Tuy nhiên thì mình cảm thấy là tốc độ của nó chưa đủ nhanh và múa chưa có đủ phê. Nên nếu như các bạn gặp những trường hợp nguy hiểm như thế này, một con voi đột nhiên xuất hiện từ phía sau và nó ủi các bạn. What the hell? Nhưng không sao, đó chính là video lỗ bung của anh Crazy Land. Các bạn chỉ cần giữ chữ X của cây Cavender và chỉ xuống hướng này. Sau đó các bạn buông ra thì ui, what the hell? Bay gì dữ vậy? Xin lỗi con voi, các bạn nhìn mặt nó kìa. Bất ngờ vãi cái trưởng. Và nếu như mà đối thủ vẫn không định buông tha cho các bạn thì các bạn phải làm sao? Sai, đơn nhiên thì dễ thôi, bấm chữ X, chỉ xuống. Bye. Mày bắt anh. Thì nói chung với cái lỗ này các bạn có thể chọc tức đối thủ rất là dễ dàng. Và đương nhiên là sẽ không bị ban đâu, nên là các bạn cứ yên tâm mà sử dụng nha. Nhưng mà lưu ý thì các bạn đừng nên giỡn quá mức nha. Nhây quá thì như mình trong video á. Mày vô. Ui. Xin lỗi, tha cho em đi, đừng. Đến với lỗ bung thứ 10 đó chính là lỗ bung sử dụng hai trái quỷ cùng một lúc. Nếu như các bạn không biết thì đây chính là một cái lỗi mình đã phát hiện ra từ khá là lâu về trước. Tuy nhiên mà để hỏi mình là nó còn làm được hay không thì mình cũng bó tay. Thì để kiểm tra lỗi cái bung này mình sẽ làm thử trước cho mọi người xem nha. Thì theo ký ức mà mình nhớ được á, đầu tiên chúng ta cần phải có một cái server cực kỳ lắc, tầm khoảng nào đó 200-300 binh như server mình hiện tại là được rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi gặp ông bán trái quỷ siêu bẹp để random. Trước khi random thì mình sẽ nhập cái mã code siêu xịn vô, mong là ra được trái quỷ đó xịn siêu. Shiba. Trái súp tu. Trái này mình thấy quen lắm nè mà không nhớ gặp ở đâu rồi. Ô mà khoan đã, nó là trái đất mà đúng là đen tối thiệt. Và bước tiếp theo đó chính là các bạn cần phải chọn trái quỷ thứ hai để bung. Thì ở đây mình sẽ chọn trái lai ha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm bức tường đó và ụp mặt vô. Và sau đó thì rớt trái đất ra, cầm trái lai lên. Các bạn sẽ làm cho tới khi nào mà nó ui được luôn rồi. Như các bạn thấy đây đó chính là trái lai đất, trái ánh sáng và bóng tối. What the. Thì hồi nãy là do nhà mình đang mưa nên là nó bị rớt mạng. Bây giờ mình sẽ nhờ Vy Đắc để random trái khác giúp mình ha. Ok, sau hai lần random mình đã sở hữu được trái quét, trái chấn động mọi người ơi. Thì thanh niên này đang xin food của mình nè. Mà mình là anh Crazy Land mà đương nhiên là sẽ cho luôn rồi. Wow.
Thì chỉ vài giây sau đó, Vidac đã random được trái King John. Đúng là fan của anh Crazy Lên mà. Random phát nào là hơn phát đó. Thì để đền bù tổn thất pha nãy, mình sẽ làm lại thêm một lần nữa cho mọi người xem nha. Cái này thì nó sẽ hơi lâu xíu. Ui, được nè. Holy shit. What the hell, nhìn xịn vãi. Ok, thì sau khi mà kiểm tra lại, cái lỗ bung này vẫn còn hoạt động khá là tốt nha. Vậy là con hàng này real 100%. Nếu như các bạn cần một lỗ bung để đi sang multi thì đây chính là lỗ bung dành cho các bạn. Ôi, chúng kia kìa. Chúng kia kìa. Thì ở cái lỗ bung này nó còn một cái yêu cầu, đó chính là các bạn không được chơi ở full màn hình. Thay vào đó thì các bạn phải chơi cái màn hình dạng kiểu này, và nó sẽ có cái chữ X trên đây. Khi mà xài chiêu của cây buddy á, các bạn chỉ cần đưa lên đây và giữ vô chữ X và kéo xuống em và bắn. Thì bằng một cách thần kỳ nào đó, nó sẽ auto aim cho các bạn luôn, nó sẽ tự động dính đối thủ. Ui. Đúng rồi kìa. Nhìn anh biết cách rồi đó, nhìn anh hiểu rồi đó, anh hiểu rồi đó. Đúng rồi đó. Và thật sự phải nói với các bạn luôn, đó chính là cái lỗ bung này cực kỳ khó. Các bạn phải tập làm quen rất là nhiều để có thể bắn nó ha. Chứ lúc đầu mới thử thì mình toàn bắn hụt không mà mình tưởng đâu là phát cái đó. Nhưng một khi mà các bạn đã thành thục cái chiêu này rồi thì không ai có thể né được cả. Ôi, chúng thiệt à. Tuy nhiên thì mình có một cái lưu ý dành cho các bạn, đó chính là cái lỗ bung này nó có cái tầm nhất định nha. Nếu như đối thủ của các bạn chạy quá xa, thí dụ nó sẽ chạy tới đây ha, thì khi mà các bạn sử dụng cái lỗ bung này nó sẽ auto hụt nha. Và nếu như các bạn muốn trở thành một người ngầu nhất trong server thì đây chính là lỗ bung dành cho các bạn. Đầu tiên các bạn chỉ cần đổi chiêu C và chiêu V của Jack Ma sang V1. Quầy quách. Sao có trái gốc két đây vậy? Ok, tiếp theo thì sẽ đi lên cái ghế và bấm chiêu V. Ui. Holy shit. Được kìa các bạn ơi. Cuối cùng mình đã làm được rồi. Sau 2 ngày liên tiếp thì cuối cùng mình cũng đã trở thành chàng béo nhầm, thành một lực sĩ với một cánh tay cơ bắp nhưng mà toàn là nhung nham. Thì với cái lỗ bung này mình cũng không biết để làm gì nữa. Quan trọng ngầu là được đúng không? Và nếu như mà các bạn muốn ngầu hơn nữa thì lỗ bung tiếp theo sẽ không khiến các bạn thất vọng đâu. Thì đầu tiên mình phải lấy chép bao tổ trước đã. Mình đang xài mà. Được rồi, let's go. Thì như thông tin mà bạn này cung cấp á, thì chúng ta cần phải xài chiêu ít và đợi cho nó gần hết. Cũng khá là dễ thôi mọi người, các bạn chỉ cần canh cái tiếng của nó là được. Đó, thấy không, mình làm cũng khá là dễ. Hình như là fail rồi thì phải. Các bạn đợi mình tí nha, để mình sử dụng lệnh làm cho nó dễ. Ok, nhập này vô. Rồi, bây giờ thì ít. Canh thời gian nè. Đi vô. Ui. Ủa được chưa ta? Được chưa? Holy shit, hình như là được rồi hay sao á? Trời heo. Thì có hết sức sáng vậy. Phải cơ có giải con cờ ba phải. Lút quá trời heo. Thì đó chính là phản ứng của những thằng bạn khi mà chúng ta sử dụng cái lỗ bung này. Và đây chính là một bạn đã nhắn tin trên Discord của mình. Một lỗ bung có vẻ khá là bắn tùm lum. Thì bên này chỉ nếu như chúng ta xài trái magma, xài chiêu F và đổi sang melee khác thì nó sẽ bay nhanh hơn. Nghe có vẻ khá là bắn tùm lum ha. Nhưng mà thay vì bung với trái magma thì mình sẽ giới thiệu với bạn làm với trái donut. Ý mình là trái flame. Thì với cái trái phi fire này chúng ta có thể làm cái lỗ bung tương tự. Các bạn chỉ cần ấn chiêu F và đổi sang melee thì nó sẽ bay xa vậy nè. What the hell. Một sức mạnh quá bá đạo của trái donut. Tuy nhiên nếu như các bạn xài trái magma thì các bạn sẽ thấy được câu chuyện khá là đáng buồn ở đây. Mặc dù là cả hai chiêu F đều có thể bung được giống nhau, chỉ cần bấm chiêu F và đổi vào melee thì các bạn sẽ được đẩy đi một đoạn như thế này. Tuy nhiên thì trái magma lại bay xa hơn. Và điều đó có nghĩa là... Thì xin trân trọng giới thiệu với mọi người, đây chính là Cutlass, một trong những thanh kiếm mạnh nhất từ dưới đêm lên. Bây giờ mình sẽ thực hiện lỗ bung của nó bằng cách xài chiêu Z và tháo vũ khí ra. Ui! Ăn bát tô cơm. Ok, như các bạn đã thấy đó, không ngờ là nó vẫn còn sống nha. Đến với lỗ bung thứ 16, đó chính là lỗ bung của bạn fan siêu cứng Lâm Ngô Huy. Chuyện này có thật không? Phải thử mới biết được. Let's go. Đầu tiên mình sẽ lấy gen leo bát ra trước. Ok, thì như bạn này nói thì chúng ta sẽ xài chiêu dắt và đổi sang trái khác. What the hell? Sao mình bị kẹt ở đây nữa rồi? Cứu tôi với. Tôi không muốn bị kẹt ở đây với thằng Vidac đâu. Thì có vẻ như là cái bung này hơi khó làm, hoặc là nãy giờ mình làm sai, nên là bây giờ mình sẽ làm theo một cách khác nha. Thì bây giờ mình sẽ bấm vô chữ equip trước cho nó tiết kiệm thời gian hơn ha. Giờ thì xài chữ dắt xong rồi, đổi sang chữ khác. Oh, holy shit, oh my god, bay thiệt kìa. Dí theo nó Vidac ơi, anh không có chữ nào bay được hết. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ đổi qua trên line để bay theo nó xem coi là cái cục đó nó bay được bao xa nha. Được rồi, let's go. Bây giờ thì mình sẽ bay đuôi nó coi là bay được tới đâu nha, tại vì nếu mà nó bay vĩnh viễn được thì hơi bá đạo ha. Nhưng mà mọi người ơi, có cái tin khá là buồn đây, đó chính là bay nhanh quá, mình bay không lại luôn, mặc dù mình đã xài trái like rồi nha, một trong những trái bay nhanh nhất. Nhưng mà hiện tại thì nó đang bay siêu nhanh luôn, còn mình thì cắm đầu xuống biển. What the fuck? Quay chờ tao với, con mẹ nó sao cắm đầu xuống biển vậy? No. Mặc dù như vậy nhưng mà lỗ bung của bạn này khá là uy tín nha. Và như mình nhớ hồi nãy thì bạn này còn có comment là trái Mochi V1 cũng có thể làm được lỗ bung này nữa. Thì một cái lỗ bung mà phải gọi là bắn tùm lum như thế này thì ngại gì mà không thử đúng không? Nên là bây giờ mình sẽ đi đổi qua trái Mochi V1. Thì ở đây mình chỉ cần đổi chiêu Z thôi là được. Ok mọi người, thì tụi mình đã trở lại ở đây, thì bây giờ tụi mình sẽ làm thử lỗ bung này luôn nha. Ok, xài chiêu Z của trái Mochi và đổi sang trái khác. What the hell? Ui. Ơi, chết luôn rồi, what the fuck? Hài vậy. Cái lỗ bung này nó còn hài hơn cái hồi nãy nữa. Từ từ nha, để mình làm lại thêm một lần nữa. What the hell? Lần này thì mình sẽ bắn nó lên trời luôn nha. Ok. Ăn ba tô cơm. Như các bạn thấy thì nó sẽ bay lên trời luôn nha. Nhưng mà rồi thì nó sẽ rơi xuống đất. Hiên hạch.
Ok, thì cái lỗ bung của bạn này mình đánh giá là có tính giải trí luôn nha, nên mình sẽ chấm điểm là 10 trên 10 luôn. Quá là tuyệt vời. Ayo, xin chào mọi người, thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với comment của bạn Replayer. Thì khá chắc chắn bạn này chính là một trong những bạn fan cứng nhất của mình, bởi vì bạn ấy biết cái lỗ bung của cây Coco mà đợt trước mình chỉ ha. Thì như mọi người đã biết, khi chúng ta sử dụng cái lỗ bung của cây Coco, chúng ta sẽ gặp cái vấn đề đó chính là bị đứng yên một chỗ, không thể di chuyển được. Nên là bạn này đã phát hiện một cái lỗ bung mới có thể giúp chúng ta di chuyển được khi mà xài Coco, đó chính là xài chiêu C của Jack Bottle. Nên ok, bây giờ mình sẽ nhờ Vidac để có thể di chuyển mình ra chỗ khác nha. Ok, let's go. Nhà anh mưa luôn rồi. Ui, what the hell? Cái gì? Quay, cái này đâu phải là di chuyển nữa. Cái này là hắt rồi, đừng. Tôi chưa muốn bị ban đâu. Ô, chạy chỗ khác thôi. Trời ơi, vậy là bó tay rồi sao? Mọi người ơi, cái lỗi này quá bá đạo rồi. Mình không thể nào chịu thêm được nữa. Má trong mặt quá. Thưa mọi người, thì lần trước mình có làm cái lỗ bung liên quan tới trái control. Tuy nhiên thì nó không hoạt động được. Nhưng mà hôm nay đã có bạn tên là Dự. Nói chung mình cũng không biết động sao nữa, nhưng mà bạn này đã comment là để làm được cái lỗ bung này chúng ta cần phải ao ngay khi mà chiêu C nó quẹt chúng nó thủ. Nghe thì cũng khá là hợp lý ha. Nên là ok, bây giờ mình sẽ thực hành ngay lập tức luôn. Và đương nhiên người để mình quýnh nó vẫn là Vidac. Ok, thì bây giờ mình sẽ sử dụng chiêu C, và nhiệm vụ của Vidac đó chính là ao trước khi nó chạm vô Vidac. Nghe thì cũng khá là dễ ha. Thì hai anh em mình cũng có kinh nghiệm trong cái nghề bung ấy, nên là làm chắc cũng đơn giản thôi. Ok nè, 1, 2, 3 vô. Ao đi. Đồ, what the hell. Thì tại vì Blackfoot nó có khoảng thời gian delay khi mà chúng ta out ra, nên là cái việc mà canh chuẩn thì nó cũng khá là khó ha. Nhưng mà đương nhiên sao mà mình có thể bỏ cuộc được chứ. Bây giờ mình sẽ làm lại thêm một lần nữa. Rồi chưa, 2, 3 dứt. Out đi. What the hell. Mọi người ơi, mình không nghĩ là cái lỗ bung này nó khó tới mức đó luôn á. Oh my god. Thì do cái Roblox này nó bị delay á, nên là chúng ta canh thời gian rất là khó luôn nha. Hello mọi người, thì đây chính là lần thứ 10 mà tụi mình làm lại cái lỗ bung này. Thì nói chung mình cũng cảm thấy cũng khá là dễ thôi. Nói chung làm tầm khoảng 10 lần là quen tay mọi người ơi. Bây giờ tụi mình kiểu như là thần giao cách cảm luôn, không cần điếm gì hết. Đó, buông ra là vô luôn. Ok, vậy là xong rồi nha. Ui, ngầu không, what the hell. Thì khi mà làm được cái lỗ bung này á, các bạn sẽ được một cây kiếm màu tím. Nhưng mà bị cái là cái màn hình của bạn sẽ đứng yên con chỗ. What the fuck. Ok, mình biết hình dao thử nha. Ôi, đùng. Ui, what. Mình chui xuống lòng đất luôn rồi. Đến với lỗ bung thứ 19 đó chính là một trong những lỗ bung khó nhất hiện tại trong Blackfoot. Bởi vì đến cả bản thân mình thì cũng làm khá là lâu mới có thể làm được nó. Đầu tiên để làm được cái bung này, các bạn chỉ cần hai cái kiếm trong kho đồ và một cái tay thật là nhanh. Sau đó thì các bạn trang bị qua lại với hai cái kiếm này thật là nhanh và bấm số 3 hoặc là số 4 tùy vào cái chỗ mà các bạn để cái kiếm ha. Lưu ý đây thì các bạn phải làm thật là nhanh nha. Sau khi làm xong thì xin chia buồn với các bạn đã bị mất cái kiếm. À, ý mình là cái kiếm bình thường nha. Ok, thì như các bạn thấy đây, cái kiếm của chúng ta đã tàn hình, vậy là hoàn thành lỗ bung rồi sao? Nè, mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy. Thì khi mà cái kiếm của các bạn tàn hình, nhưng mà cái ô tên bên đây nó phải là cái kiếm khác nó mới hoàn thành nha. Như kiểu thì mình đang cầm cái Yoru thì cái tên nó phải là Katana gì đó thì mới hoàn thành được. Nói chung nghe phát thấy hơi nhức đầu đúng không? Ok, nhưng mà các bạn yên tâm, các bạn đang coi video của anh Crazy Land mà, thì để ví dụ các bạn thấy cụ thể. Thì đây là mình đang cầm cái kiếm khá là lõ, nhưng mà cái tên nó là Crystal Dual Katana. Và khi mình đạt đủ điều kiện vậy thì các bạn có thể spam chiêu liên tục luôn. Nên là để có thể thực hiện được cái lỗ bung này, các bạn cần phải làm lại cái lỗ bung tàn hình vũ khí cực kỳ nhiều lần. Nhưng mà nói vậy thôi chứ nó cũng dễ đúng không? Các bạn chỉ cần ngồi spam liên tục là được. Tại vì cái lỗ bung tàn hình vũ khí thì mình thấy làm cũng khá là dễ thôi, mình có thể làm liên tục 5-6 lần luôn á. Nè các bạn thấy không? Mình làm liên tục luôn nè, không fail phát nào luôn. Nhưng mà để spam chiêu liên tục được thì mình phải đánh giá là cực kỳ khó luôn nha. Hello mọi người, đến với lỗ bung tiếp theo đó chính là lỗ bung của một bạn tên là H. Mình không biết sao nó không hiện tên của bạn này nữa. Nhưng bạn này đã yêu cầu mình làm bung của anh xanh tóc đỏ. Là cục tay hả? What the hell. Thì bên này kêu mình xài chiêu F của Jack Phoenix V2 và sau đó bật chiêu V của Phoenix V1 lên là chúng ta đã có thể trở thành xanh tóc đỏ. Nghe thì cũng thấy khá là uy tín ha, nên là ok, let's go. Đầu tiên thì mình sẽ lấy Jack Phoenix ra. Sao cứ nghe nó sai sao ta? Phoenix ra, Phoenix ra. Thôi bỏ qua đi, bây giờ mình sẽ đổi chiêu V sang V1 ha. Ok, thì theo như bạn này nói chúng ta cần phải xài chiêu F của Jack Phoenix. Rồi, quá là free fire luôn. Sau đó thì xài chiêu V. Oh my god, mình biết nguyên con Phương Hoàng luôn. Ủa, chưa bung hả? Tưởng đâu vậy là bung thành công chứ. Còn phải tắt nữa nha, ok, tắt chiêu V. Oh my god, mình đã trở thành anh săn tóc đỏ rồi. What the hell. Nhưng mà mình vẫn hơn anh săn một cái, đó chính là mình không cần tay để cầm kiếm. Đúng là một lỗ bung quá là tuyệt vời, mạnh hơn tứ hoàng luôn. Oh my god, mình đã mọc tay lại rồi. The one be is real. Nếu như các bạn thường xuyên random nghe những chiếc quỷ cù bắp, ví dụ như là trái rocket ở đây, thì đừng lo, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ra chiếc quỷ mới siêu cấp VIP Pro. Đầu tiên thì các bạn hãy cầm chiếc quỷ trên tay và chọn vào nút reset, rồi sau đó thì bấm vào nút drop chiếc quỷ ra. Đấy, như các bạn thấy thì bây giờ chúng ta đã sở hữu được sức mạnh hắc ám. Một trái quỷ tàn hình, trái mà các anh em rất là thích. Nhưng do mình là người tốt nên mình sẽ cho Vidac nha. Mình thì không thích sức mạnh tàn hình đâu. Mình thích bạn à. Thì đây chính là một trong những lỗ bung có thể gọi là bay nhanh nhất hiện tại luôn rồi. Và thậm chí là các bạn vẫn có thể gây đam cho đối phương được nha. Nên là lỗ bung này mới chính là thứ mà gọi là sang bao ti bá đạo nhất. Vừa có tốc độ mà vừa có sức mạnh nữa. Nhưng mà tuy nhiên thay vì thay con chuột mới thì các bạn phải thay bàn phím mới. Bấm chiêu cỡ này và bàn phím nào chịu nổi. Thì những video trước có khá là nhiều bạn kêu mình chỉ lại cách bung này, thì ok bây giờ mình sẽ chỉ lại nha. Các bạn chỉ cần bấm vô chữ equip nè, bấm số 4 và sau đó thì các bạn sẽ thấy được cái kiếm của bạn tàng hình và nó không hiện cái bảng bên hông lên. Ok, vậy là xong rồi đó. Bây giờ các bạn hãy spam chiêu gọi là thoải mái luôn. Tuy nhiên thì cái kiếm của mẹ mày béo nó không có bay được nên là thôi bỏ đi. Ok, thì không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ đến với lỗ bung 10 triệu điểm sức mạnh trong Blackfoot. Nếu như các bạn không coi được những lỗ bung này, mình chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy rất là hối hận luôn. Bởi vì đây chính là lỗ bung đã giúp mình lên 30 màu bounty. Các bạn không tin đúng không? Let's go. Nếu như các bạn là một người chơi chuyên sử dụng súng để đi săn bounty, tuy nhiên thì các bạn em sẽ không được chuẩn cho lắm.
lắm. Và kết cục đó chính là, thì đầu tiên thay vì chơi full màn hình thì các bạn hãy bấm nút F11 cho nó thành cái khung cửa sổ thế này. Sau khi mà các bạn làm xong thì các bạn đã chính thức trở thành 30 mọc bao ti. Đây các bạn xem mình xài cái acid dump nha. Tiên các bạn giữ trên màn hình vậy, sau đó thì bắn. Đây. Rồi thấy giờ ảo chưa, ảo chưa. Nếu như mà các bạn cảm thấy em súng quá là khó thì các bạn hãy dùng cách này để có thể em dễ hơn ha. Bây giờ thì trình độ sử dụng súng của bạn phải gọi là hơn 30 mọc bao ti luôn á. Kiểu như là bắn phát nào là trúng phát đó. Đây pha này nha, ba trên trời. Trúng luôn. Không cần phải nói nhiều. Nói chung thì lỗ bung này rất là bá, nhưng mà xài có bị ba nạt hay không thì mình không chắc nha. Tại vì thật sự mình cảm thấy là cái lỗ bung này y chang hắc luôn chứ không còn khác gì nữa hết. Chỉ có một cái thì lâu lâu bắn thì vẫn hụt thôi. Nhưng mà theo mình nghĩ là chắc không sao đâu. Nên là các bạn cứ xài thử trước đi. Khi nào bị ban thì nhớ kêu mình nha. Chứ mình cũng sợ lắm. Vô xin chào mọi người, thì hôm nay mình đã có mặt tại Mansion cùng với Vedak, Skibidi Toilet. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một trong những loại bung bá đạo nhất trong Bloodfruit. Đầu tiên loại bung này yêu cầu các bạn cần phải có chai Venom trước nha. Và nếu như các bạn không có thì các bạn có thể mua trên Line Store.vn với giá siêu rẻ luôn. Ok, lấy chai Venom ra trước. Bây giờ thì để làm cái loại bung này các bạn chỉ cần bấm chữ F của chai Venom và bấm vô NPC này. Nói chung thì cũng không gắt gói lắm, các bạn chỉ cần làm theo mình là được ha. Rồi, bấm F, bấm click vô. Và sau đó các bạn bấm vô nút Join Marine. Rồi, khi bạn chuyển qua Marine rồi, bạn chạy qua đây. What the hell? Oh my god. Nguyên một cái đuôi. Thì với cái lỗ bung này các bạn có thể lặp lại rất là nhiều lần luôn, có nghĩa là các bạn có thể tạo ra vô số cái đuôi trong cái server này. Như các bạn thấy đây thì mình đã tạo ra rất là nhiều cái đầu của con Venom. Vedak, em có thể nêu cảm nhận của em về lỗ bung này không? Chắc là Vedak đang cảm thấy bắn tùm lum á. Trời, trời. Sao cái kiếm nó có điện nè? Trời. Vậy? Ủa lộn, skip đi. Ôi. Quay lại với vấn đề chính thì cái lỗ bung này như các bạn thấy đó, nó sẽ tạo ra rất là nhiều thứ mới trong Bloodfruit và nó sẽ khiến cho cái game của bạn trở nên cực kỳ lắc luôn. Và nếu như các bạn dành thời gian để làm cái lỗ bung này liên tục thì nó có thể hoàn toàn đánh sập cái server. Nên đó chính là lý do tại sao mình nói cái lỗ bung này có thể khiến các bạn bị ban trong game ha. Nên là các bạn lưu ý, nếu mà có làm cái lỗ bung này thì nó làm mạc phụ là tốt nhất. Hello các bạn, thì hiện tại mình đang đi raid cùng với Vedak. Thì ở cái lỗ bung này chính là một trong những lỗ bung khá là bá đạo trong Bloodfruit, có thể giúp các bạn gọi là không sợ bất cứ thằng sang bounty nào cả. Ok, thì sau khi mà các bạn đi raid xong á thì nó sẽ chuyển các bạn vô một căn phòng như thế này. Thì bây giờ điều các bạn cần làm đó chính là các bạn chỉ cần đi ra khỏi căn phòng này. Đấy, bây giờ chúng ta chỉ cần dịch chuyển ra ngoài thôi. What the hell. Đây rồi, má cuối cùng cũng đã tìm được đường ra. Tưởng đâu mình bị mắc kẹt trong chóng luôn rồi chứ. Nhưng mà bây giờ đường nào để lên ta? Ánh sáng đây rồi, đường ra đây rồi, tôi tìm thấy nó rồi. The one be is real. Ok, như các bạn thấy đây thì mình với Vedak nó không có ở ly nhau nha. Nhưng mà bây giờ Vedak nó sẽ không thể nào quýnh được mình. Tại vì với lỗ bung này chúng ta sẽ trở nên bất tử luôn. Nhưng mà đối với mấy con quái thì, ây da, tụi nó vẫn có thể quýnh được các bạn nha, má quá đau luôn. Thì điều này nó sẽ giúp các bạn có thể đi farm mà không sợ bị săn bounty nữa, như là kiểu đi quýnh boss rồi đó. Thì khi mà quýnh boss thì các bạn sẽ không bị tụi nó vô phá nữa. Với mọi người thì đầu tiên chính là lỗ bung các bạn hỏi mình nhiều nhất, đó chính là lỗ bung điện. Đúng rồi đó. Nó chỉ là điện thôi. Điện một tu. Thì cái lỗ bung này chính là một trong những lỗ bung mà gọi là cực khó để làm luôn. Bởi vì nó sẽ bị một cái lỗi, đó chính là cannot equip item. Và lúc này thì các bạn sẽ trở nên bất lực. Bởi vì cái này thì nó sẽ không bao giờ hết luôn. Tuy nhiên thì các bạn đang coi lỗ bung trên kênh của anh Crazyland. Thì làm sao mà cái lỗi nhỏ nhặt nó có thể cản chân được anh em mình chứ? Đầu tiên các bạn cứ lấy cái cây coco ra và làm cái lỗ bung điện này cho mình. Thì lúc đầu nó sẽ khá ít như thế này ha. Nhưng mà các bạn đừng lo, bây giờ chúng ta chỉ cần lấy cây coco ra thêm một lần nữa. Ok, thì để mà phía được cái cannot equip item này thì các bạn chỉ cần cầm cái súng ra và xài chiêu. Đồng thời thì các bạn cứ spam cái chuột trái cho mình nha, nè, cái spam chuột trái thế này. Đấy, vậy là chúng ta đã có thể lấy được cái coco ra rồi. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ làm lại như bước 1. Chúng ta sẽ bung thêm một lần nữa. Đấy, các bạn thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ có nhiều điện hơn. Rồi bây giờ các bạn chỉ cần liên tục lặp lại spam chiêu cái súng rồi xong rồi rút cái kiếm ra rồi bung. Thì sau khoảng vài chục lần thì số lượng điện nó sẽ tăng lên nhiều như thế này. Bây giờ thì các bạn đã chính thức sở hữu Chidori và trở thành một nhân vật anime ngầu lòi, và thậm chí là nếu như các bạn zoom gần vô thì nó sẽ có tiếng điện như thế này nữa. Ok, đến với bước cuối cùng đó chính là các bạn chỉ cần biến hình những trái quỷ khác và chụp hình up lên Facebook. Mấy em gái mà nhìn thấy một phát thôi là có người yêu liền. Đúng thiệt là quả cây trưởng. Hello mọi người, thì nếu như mà các bạn cảm thấy quá chán với cái lỗ bung ăn ba tô cơm với cây kích lát thì đây chính là một trong những lỗ bung mới có thể khiến các bạn xoay xoay cái tay. Tác dụng thì nghe cũng khá là phế ha. Nhưng mà quan trọng là nó ngầu là được. Thì để làm được cái lỗ bung này các bạn chỉ cần lấy cho mình cây gậy của thanh niên Enel ha. Sau đó thì các bạn chỉ cần xài chiêu ít và tháo cây gậy ra. Thì lúc này cái tay của các bạn sẽ quay liên tục luôn. Rồi bây giờ các bạn chỉ cần cầm cái súng hay cái kiếm lên thì nó cũng sẽ xoay 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 như vậy á. Với lỗ bung mà các bạn mong chờ nhiều nhất đó chính là lỗ bung Mad Mastery ở C1. Thì đây là một cái lỗ bung cũng không gọi là bá đạo cho lắm, nhưng mà do các bạn yêu cầu mình làm thử khá là nhiều nên là ok, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem ha. Đầu tiên các bạn cần chuẩn bị cho mình đó chính là một cái vũ khí mà vẫn chưa có mastery nào hết. Ở đây thì mình sẽ lấy cái kiếm của Florentino. Đấy, lặng thầm nhìn em quay gọn đường mái anh trên lặng trong mơ. Tiếp theo thì các bạn hãy đi tìm một con boss nào đó. Ở đây thì mình sẽ đi kiếm anh tiến sĩ đá ha. Do là con boss này khá là yếu nên là mình có thể tiêu diệt nó gọi là khá là nhanh, chứ mình sợ mà qua quýnh boss mẹ mày béo thì nó quýnh mình chết luôn á. Sau khi mà các bạn gây ra đủ sát thương lên con boss đó thì các bạn chỉ cần lấy cái kiếm ra và chọn ha. Sau khi mà các bạn giao lưu võ thuật xong thì bây giờ các bạn chỉ cần đứng ở ngoài và đợi. Các bạn sẽ để sẵn cho mình cái nút gọi là thoát game nha. Bây giờ thì các bạn phải gọi là trong tư thế sẵn sàng out game nha. Kiểu như là con boss chết một phát mà các bạn phải out game liền luôn. Ui ok, out game.
Rồi, tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bước cuối cùng, đó chính là trở về C1. Hello mọi người, thì hiện tại mình đang ở C1, một nơi khá là thân thương với chúng ta. Như các bạn thấy, hiện tại cái kiếm của mình vẫn chưa có chiêu nào hết. Và đây chính là con bandit level 5. Bây giờ thì mình sẽ đi lại và hỏi thăm nó. Như các bạn thấy thì hiện tại mastery của mình đang gọi là lên rất là nhanh. Dù con quái chỉ cho mình có 39 kinh nghiệm thôi. Đúng thiệt là ảo ma mà. Tuy nhiên theo mình thấy thì cái album này chỉ dùng để gọi là biểu diễn thôi, kiểu như là quay clip và khoe bạn bè thôi, chứ mình thấy tác dụng thật sự nó cũng không có bá đạo lắm ha. Còn về một cái album mình thật sự bá đạo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn là album của bạn Nhật Quy, một fan cứng của mình. Thì do lần trước mình làm sai nên là không có làm được, nên bây giờ mình sẽ làm lại thêm một lần nữa ha. Ok, đầu tiên mình sẽ lấy trên lớp ra một chát quỷ gọi là khá là bá đạo. Và theo hướng dẫn thì mình sẽ bay lên cái cây cao nhất ở C2. Còn với đất thì mình sẽ cho nó bay qua cái tháp bên kia cho nó xa xíu. Bây giờ thì mình sẽ bật haki quan sát lên và bắn chiêu ít vô người với đất. Nói thiệt chứ mình cũng không biết bắn trúng hay không nữa. Kéo tâm Free Fire. Ôi, trúng không? Oh my god. 4000 đam luôn nha mọi người. What? Xa dữ vậy. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắn lại một cái góc gọi là bự hơn để cho các bạn xem được cái đường mũi tên đi ha. Hello các bạn, thì để gọi là uy tín hơn mình sẽ chạy một cái nơi cực kỳ xa luôn. Thì như các bạn thấy ở đây mình đang cách với đất tầm khoảng 2 hòn đảo. Và đây chắc chắn là một cái khoảng cách gọi là cực kỳ xa rồi. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng chiêu ít và ngắm ngay với đất. Và sao không có chuyện gì xảy ra chứ vậy? Chiêu ít của mình hầu gần xong luôn rồi nhưng mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra luôn nha mọi người. Trời ơi. Trời. Cái gì vậy? No way bruh. Trong server hiện tại chỉ có 2 người thôi nha. Mình vừa làm một pha bắn qua 2 hòn đảo chúng với đất luôn. Để mình làm lại thêm một lần nữa cho các bạn xem nha. Thôi bỏ đi. Ayo, xin chào tất cả mọi người. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với một lô bom cực kỳ bá đạo của những Rich Kids. Ok, bây giờ thì đi thôi. Wait, what? Tại sao lại có trái xúc tu ở đây chứ? Chuyện này đúng thật là khả nghi mà. À, thì ra trái này là của con tu du. Trả lại mày nè. Mình đúng là người tốt mà. Ui, gì vậy? Gì vậy? What the hell? Rồi, thằng này. Săn bao ti tao hả? Săn bao ti tao, tu du nè. Dìm lava luôn. Dìm lava tôi vô luôn nè mọi người. Dìm lava luôn mày. Ok, thì cứ coi như là mình PvP gà nó đi. Tuy nhiên mà về lỗ bung á thì đương nhiên là mình sẽ bá đạo hơn tôi vô rồi. Giờ thì mình sẽ làm cái lỗ bung này cho các bạn xem nha. Đầu tiên các bạn chỉ cần đổi qua chiếc quỷ khác và sử dụng chiêu V của chiếc Mammoth. Thì lúc này màn hình của các bạn phải gọi là what the hell. Không biết nói sao nữa nhưng mà nhìn nó khá là rộng ha. Nói chung thì với cái lỗ bung này nó sẽ giúp cho cái màn hình của bạn trở nên rộng hơn. Tuy nhiên các bạn sẽ gặp một cái vấn đề, đó chính là những cái món vũ khí không thể lấy ra được. Nhưng mà đừng lo, các bạn đang coi video của anh Crazyland mà. Bây giờ các bạn chỉ cần lấy trái human ra và sau đó thì trang bị mấy cái món vũ khí khác vô là ok. Vậy là các bạn đã có thể đi PvP với một cái màn hình phải gọi là siêu bự. Nhưng mà chơi với cái màn hình bự này xíu thì mình cảm thấy hơi bị chóng mặt ha. Thì đây chính là một lỗ bung liên quan tới trái Kitsune. Và mình tin chắc là các bạn sẽ cảm thấy nó cực kỳ bá đạo luôn. Bây giờ mình làm xong mình còn cảm thấy gọi là nổ não mà. Thì bước đầu tiên cũng khá là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần sở hữu cho mình trái Kitsune 8 triệu Billy. Bước tiếp theo đó chính là chúng ta cần phải đi tích hình nộ lên được 3 đuôi để có thể biến hình. Và cách tích nộ nhanh nhất là đương nhiên là đi quýnh quái rồi. Ok, thì sau khi các bạn full hình nộ thì các bạn chỉ cần đi lại bán thiền và mua chiếc thiền ngẫu nhiên nào đó. Ở đây thì mình sẽ mua chiếc thiền Beat Hunter bởi vì một cái lý do, đó chính là nó ngầu. Ok, thì bây giờ các bạn chỉ cần làm theo video của mình thôi nha. Canh sao cho người bạn, các bạn ngồi lên cái ghế lái. Thì bằng một lý do thần kỳ nào đó, chiếc thiền của bạn sẽ bay lên cực kỳ cao luôn. Ôi, em thấy chiếc thiền đang bay không? Ok, quay lại với vấn đề chính thì cái album này nó còn cái điều khá là thú vị nữa, đó chính là khi mà bạn đang bay thế này. Và trong lúc đó thì các bạn chỉ cần nhảy ra khỏi thuyền thì nó sẽ bị... Trời ơi! What the fuck? Ui cái gì vậy? Ui quay xe sao luôn hả? Nãy anh mới hay quay xe sao không? Cái gì vậy? Ôi Phúc ơi, anh biến hành... Này rồi sao? Anh biến hành kiểu... Màn hình anh bị gì đúng rồi? Cái gì em hay mình đang... Ui! Cái gì vậy? Chị gì đây nghe vậy? What the hell? Chào các bạn đã đến với lỗ bung thứ 31. Để làm được cái lỗ bung này, đầu tiên các bạn cần chuẩn bị cho mình đó chính là một trái T-Red, một trái siêu cấp VIP Pro trong bản cập nhật mới. Và thứ tiếp theo cũng khá là quan trọng, đó chính là tập người cá. Thì để tiết kiệm fragment thì mình sẽ đi random bằng cái con NPC mới ha. Ở đây thì sẽ có cái một random tập chỉ với 100 kẹo thôi, cũng khá là rẻ. Thì sau vài lần random cuối cùng mình cũng đã random được tập người cá. Ok, bây giờ thì chạy đi bung thôi. Thì để làm được lỗ bung này yêu cầu các bạn phải bơi dưới nước và có một người bạn đứng ở trên bờ. Quay, lên bờ đi, what the fuck? Thằng này nó tập human mà nó đòi bơi. Thì bây giờ các bạn chỉ cần bơi thiệt là xa ra. Và sau đó thì các bạn sử dụng chiêu F của trái T-Red. Như các bạn vừa thấy thì bằng một lý do đó chiêu F của mình đã bay lên bờ luôn. Mặc dù thì mình vẫn còn ở dưới nước. Tuy nhiên thì có một điều khá là tiếc, đó chính là cái lô bung này sẽ không gây ra đam nha. Nhưng đó là cho tới khi mình biến thành dạng khủng long. Mẹ mày biêu. Thì ở cái dạng tàu ngầm này, khi mà các bạn sử dụng cái chiêu F á thì nó sẽ gây đam lên đối thủ luôn. Và đương nhiên là do mình đang đứng khá là sai với đối thủ nên là cái nội tại nó sẽ giật đam khá là đau. Một chiêu F thôi mà lên tận 5400 đam. Nhưng mà có vẻ hồi nãy thì cũng khá là gần đúng không, nên là bây giờ mình sẽ cố gắng bơi ra xa hơn một tí nữa nha. Ok, chắc là được rồi đó, bây giờ mình sẽ sử dụng chiêu F nha. What? Dẫn chúng. Ui, chết luôn.
Easy, 30 màu OT. Đụng đụng đụng. Hello các bạn, đến với lỗ bùng tiếp theo cũng chính là một lỗ bùng của trái T-Rex. Và nếu như các bạn đang sở hữu cho mình một sức mạnh của trái khủng long bạo chúa, đồng thời có ước mơ lên được 30 triệu OT, thì các bạn hãy tận dụng cái lỗ bùng ở mansion này của trái T-Rex nha. Bước đầu tiên đó chính là các bạn hãy bấm hết tất cả các chiêu của trái T-Rex, từ chiêu giáp cho tới chiêu F. Còn trong video này của mình thì mình quên bấm chiêu F nên là mình sẽ quýnh thường nha. Thì sau khi mà dồn hết combo, các bạn chỉ cần chạy qua cái cổng dịch chuyển này. Thì lúc này khoảng cách giữa bạn và đối thủ sẽ được tăng lên khá là cao luôn. Điều này đồng nghĩa với cái việc là nội tại của trái T-Rex sẽ được kích hoạt ở mức tối đa. Thì với cái tính năng này, các bạn chỉ cần xài 4 chiêu của trái T-Rex thôi là các bạn đã có thể săn được bao tiêu một cách khá là dễ dàng rồi. Xin chào các bạn, thì mình chính là Ronaldo đây. Thì hôm nay Ronaldo sẽ hướng dẫn các bạn một cái lỗ bùm khá là bá đạo với trái Mochi vĩnh viễn. Lưu ý là Mochi vĩnh viễn nha. Wow, pháp sư Trung Hoa. Ok, đầu tiên thì các bạn chỉ cần trang bị cho mình đó chính là trái Mochi và sau đó thì bay lên trời như thế này. Và sau khi hướng màn hình lên trời thì các bạn chỉ cần bấm C và nhanh tay đổi qua trái quỷ khác. Lúc này thì nhân vật của các bạn sẽ nằm yên một chỗ luôn. Tuy nhiên khi các bạn sử dụng những cái chiêu lướt á thì nó sẽ giúp các bạn di chuyển xa hơn. Đấy, quá dẻo luôn. Và với lỗ bùm này khi mà các bạn đi mua một chiếc thuyền cũng hơi khó khăn ha. Thì khi mà các bạn mua một chiếc thuyền và ngồi lên nó thì nó sẽ bị điên như thế này. What the hell. Khi mà các bạn ngồi lên á thì chiếc thuyền nó sẽ bị mất quyền kiểm soát luôn và nó sẽ cứ lắc lắc như vậy hoài cho tới khi mà các bạn tha cho nó. Thì mình nghĩ tác dụng chính của nó chắc là tấu hài thôi ha. Với cái lỗ bùm này thì các bạn có thể tạo ra chiếc thuyền bay bóc đầu, đúng là độc lạ bình bông mà. Ok, đó chính là tất cả lỗ bùm của năm 2023. Và nếu như các bạn coi được video này thì mình xin chúc các bạn một năm mới vui vẻ nha. Chúc các bạn có một năm mới thật là tốt lành và luôn luôn nhớ tới việc kéo xuống dưới đăng ký và bật chuông thông báo cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.